Trong đêm thi thứ hai, cũng là đêm thi cuối cùng của vòng chung kết, thí sinh Trịnh Ngọc Huyền của đội huấn luyện viên Kim Tử Long với màn hóa thân đầy ấn tượng thành nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Liệu Ngọc Huyền có chinh phục được ba vị giám khảo của chương trình? Hãy giết ta đi, hỡi Triệu Thị Trinh nữ tướng. Tôi sẽ giết anh để lấy máu rửa hồn cho bao người đã ngã xuống. Đứa nào cũng tài. Dù rằng đêm nay em nào được quán quân hay là quân giải ba cũng đều xứng đáng. Bích Ngọc, Nhã Thi, Ngọc Huyền, ai sẽ trở thành quán quân của đường đến danh ca vòng cổ mùa thứ hai? Mời quý vị khán giả cùng đón xem tập 21 đường đến danh ca vòng cổ mùa hai được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018 trên kênh HTV7.